thấp rồi nó về. Đây món xương bò đây. Còn đây là miến này, miến sao sao về không sao biển tế thế. Không, thì miến này mình giống được không, mình thải thì nó ngon sao cũng cho đấy. Miến thải này biển này là biển của Thái đó mọi người ạ. Vừa rồi đi du lịch bên Thái đó. À du lịch bên Lào bố này, cũng 30 tháng 4. Bên Lào sao với bậc chuối này, bậc chuối rừng. Còn đây là món xương bò hầm này. Đó. Hai vợ chồng ra bông ăn như thế này. Mình thêm đi rượu nè. Xương bò này hầm cả một buổi chiều đấy, hầm bằng than, đun than nhưng mà hầm bằng điện, nhưng mà nấu thủ công nè. Đây là miếng này, miếng của Lào thì nó dẻo. Bò nó phải hầm buổi chiều nữa. Hôm nay cũng có bò thêm gừng này, đã mùi tàu này, thêm mấy cái lá chanh này. Đây lá chanh nha, nó thơm. Hợp tiện chưa, đồ bụng này như thế đấy. Bụng này chỉ cần như thế đấy, đồ có là ăn. Bye. Bữa là thịt nhất cái món đấy à. Vài ngày là bố về hấp bữa đồng rẻ đấy đó. Thêm một thầu ớt cay, cái gọi là cái muối à. Dạ quá. Ăn như thế này là sạch sẽ. Thì mấy người đăng trên mạng á. Bốc bốc bốc. Ăn gặp chết đi. Rồi. Xương bò, xương thịt này. Mà ăn cho rẻ ngon sạch. Rau cầm được trong. Wow.
nữa. Bánh lên dĩa. Vào được vào đây, không cho vào đâu, không bao giờ vào được này. Tẩy mới xả cho nó tẩy. Ui trời, đúng là quả ngon luôn, từ khét mà ngon. Quả nắn bao giờ được như thế này, này. Quả là người ta làm ẩu. Quất mắt quất mũi thằng lắm. Cho ăn cái sướng này ăn đấy. Đi nấu hết cái cơm cơm đấy ăn thôi. Bật tivi, bật tivi.